Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học kinh thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thánh giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Bà Deborah vượt qua thách thức, nương trình kinh thánh, các quan xét chương 4 câu 1 đến câu 16. sau khi Ê-hút đã qua đời, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin là vua Canaan trị vì tại hát Quan thống lãnh đạo bên người là Shishera ở tại Haroset của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và trong 20 năm, người hà hiếp dân Israel cách hung bạo, nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và Beten dưới cái trà là Deborah và dân Israel lên đến cùng người, đặng nghe sự xét đoán. Bà sai gọi rác con trai Abinoam từ Kê-đe trong đất Nephtali mà nói cùng người rằng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con cháu nephtali và trong con cháu sabulon mà đi thẳng đến núi thabo ta sẽ khiến shiseera là thống lãnh đạo binh vua gia binh đến cùng ngươi tại khe kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn ta sẽ phó hắn vào tay ngươi Rác đáp rằng nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi nhưng nếu bà không đi với tôi tôi sẽ không đi bà bèn đáp Ừ phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi. Vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy, Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến Kê-đe. Barak nhóm hiệp người Sabulon và người Nephtali tại kê có một muôn người đi theo sau người, và Deborah cũng đi lên với người. Và Hê-be người Kê-nít đã lìa khỏi dân Kê-nít là con cháu Hô Báp anh em vợ của Môi Xe và đi dựng trại mình ở về cây dẻ bộp Sanaim gần bên Kê Đe. Người ta thuộc lại cho Sì-xê-ra hay rằng Barak, con trai của Abi-Noam, đã đi đến núi Thabo. ra bèn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sát mình là 900 cái bằng sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình, từ Haroset về dân ngoại bang cho đến Khe Kishon. Deborah nói cùng Barak rằng hãy đứng dậy vì này là ngày Đức Giê-hô-va phó si ra vào tay ngươi Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sau rồi Ba-rác đi xuống núi tha có mười ngàn người theo sau Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho si ra và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Ba-rác ra bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn Bà Rác đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroset về dân ngoại bang. Cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Câu gốc của bài học là Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrew chương 11 câu 1 Câu hỏi suy ngẫm tại sao Chúa phó dân ngài cho vua Canaan. Khi dân Chúa kêu cầu, ngài đã truyền bảo bà Deborah làm gì? Bà đã đối diện với những thách thức như thế nào? Câu chuyện này khích lệ chúng ta ra sao trong cuộc sống? Kính thưa quý vị, dưới thời cai trị của quan sát Ehud, toàn dân được an lành trong một thời gian rất lâu đến 80 năm. Nhưng với bản chất bất trung, bắt chước các dân tộc chung quanh thờ lại tà thần nên sau khi ông Ehud qua đời dân chúa quay trở lại làm điều ác trước mặt Đức giê hô va vì vậy ngài phó họ cho vua Canaan là Jabin với một lực lượng quân sự hùng mạnh có 900 chiến xa bằng sắt do tướng Sisera chỉ huy vua Jabin đã hài hiếp dân Israel cách tàn bạo suốt 20 năm khi ấy dân Israel quay trở lại kêu cầu cùng chúa trong thời kỳ này chúa giấy lên nữ tiên tri Deborah làm quan xét cho dân ngài được chúa truyền bảo bà sai gọi ông Barad đến và cho biết Đức Jehovah truyền lệnh cho ông tuyển mộ 10.000 quân từ hai chi phái Nephtali và Sabulon đi đến dàn quân tại núi Thabo tướng Sisera huy động quân đội và chiến xa bằng sắt đến thung lũng Gilead chuẩn bị tấn công Israel dân chúa sắp bước vào cuộc chiến với vũ khí hết sức thô sơ vì trong xứ không có thợ rèn. Theo Samuel nhất chương 13 câu 19 đến câu 22, bà Deborah cũng đã nói điều này trong bài ca cảm tạ của bà rằng giữa 40.000 người Israel, người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy cây giáo. Theo các quan sát chương 5 câu 8 phần B. Tuy nhiên, bà Deborah đã bước đi bởi đức tin khi cùng với tướng Barat tuyển mộ quân lính để chống lại Canaan theo lệnh truyền của Đức Jehovah, Kết quả là dân chúa đã chiến thắng hoàn toàn bởi Đức Tiên. Đức Jehovah khiến một trận mưa lớn bất thường xảy ra, khiến các xe bằng sắt bị lún dưới bùn lầy. Đoàn lính bộ binh của Israel được ở vào thế thượng phong. Toàn thể quân Canaan bị tiêu diệt, tướng Sisera chạy trốn và bị bà gia giết chết. Theo các quan sát chương 4 câu 17 đến câu 21, thách thức của bà Deborah quá lớn Bà phải đối diện với nhiều khó khăn khi lãnh đạo một dân tộc sống xa rời Chúa và làm điều ác trước mặt Ngài. Người cộng sự là tướng Barak lại do dự, thiếu đức tin trước mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Quân đội thiếu vũ khí trong khi phải đối mặt với quân thù rất hùng mạnh. Bà Deborah đã vượt qua thách thức bằng đức tin vững vàng nơi Chúa. Chúa đã chiến đấu và mang chiến thắng đến cho bà cùng dân tộc bà. Bước đường theo Chúa của chúng ta cũng thường đối diện với nhiều thách thức đức tiên. ước mong mỗi chúng ta cứ hết lòng tin cậy Chúa, bám lấy lời hứa của Ngài để bước tới, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều lớn và khó, ngay cả những điều chúng ta chẳng xem thấy. Theo Hebrew chương 11 câu 1. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện lại Chúa, trước những khó khăn, thách thức đức tin trong cuộc sống, xin cho con luôn cứ vững lòng tin cậy nơi lời hứa của Đấng Thành Tín, bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, có những thách thức nào chúng ta đang đối diện mà chưa dâng lên Chúa không? Đối diện thử thách trong đời, không gì trong cậy bằng lời Chúa ban. Deborah thật vững vàng, nhờ Chúa chiến đấu đánh tan quân thù. Bài học kinh thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.